Xin cảm ơn ban tổ chức đã có nhã ý để cho Vũ Loan có thể nói lên cái cảm xúc của mình khi mà sử dụng sản phẩm Somoderm, là một sản phẩm độc đáo và là sản phẩm trí tuệ tinh hoa của khoa học trên thế giới hiện nay. Vũ Loan xin chia sẻ cái màn hình ạ. Vâng. Vâng. Trong phòng Zoom thì cũng có những thành viên mới, khách hàng mới. Thì Vũ Loan cũng xin tự giới thiệu, tôi là Vũ Thị Loan, quê thì ở Nam Định và sống và làm việc tại Hà Nội từ khi trở thành sinh viên cho đến bây giờ. Cái nghề nghiệp chính là giảng dạy ở trong Học viện Quân y đào tạo và bác sĩ quân đội là trên 33 năm. Với hai cái chuyên ngành rất là sâu, đó là sinh học phân tử, tức là nghiên cứu về cái đơn vị xây dựng nên cơ thể con người, và một cái bộ môn thứ hai đó là nghiên cứu về các bệnh di truyền của người, và cũng đã nhiều năm đã sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng. Xong đến một cái ngày mà chúng ta thấy rằng là cũng không được đẹp trời lắm, thì Vũ Loan đã bị mắc một cái căn bệnh, thấy rằng là tự nhiên là ngồi là không thể nào đứng lên được. Vào tháng 8 2021 thì khi vào bệnh viện 108 thì chụp cộng hưởng từ, thì các anh các chị trong phòng Zoom có nhìn rõ cái kết quả của chụp cộng hưởng từ của Vũ Loan vào ngày vào tháng 8 2021, thì kết quả cộng hưởng từ cho thấy, vâng ạ, hình ảnh thoát vị đĩa đệm N45 ra phía sau thể trung tâm, dày dây chằng vàng hẹp ống sống, chèn ép các rễ dây thần kinh trung ương và lồi, không những là thoát vị mà còn lồi một số cái đĩa đệm N1, 2, N5, S1 ra phía sau, và như vậy nó đè dày lên màng cứng của hệ thần kinh. Cho nên là ngoài ra đấy thì có rất nhiều đĩa đệm khác và cuộc sống thì đã bị thoái hóa. Thì với cái kết quả như thế này đấy, thưa các anh các chị rằng Vũ Loan đã không tự đi được mà phải ngồi xe lăn khi vào bệnh viện. Trong cái thời gian là cứ vào khoảng 3 tuần, làm viện là 5 tuần thì mất 3 viện. Vũ Loan đang nói về cái kết quả của một cái chụp kết quả từ cộng hưởng từ sau một cái trận là ngồi xuống không thể đứng lên đi lại được, thì thấy rằng là cái cột sống của mình là cái khung nâng đỡ cơ thể thì đã bị có rất nhiều vấn đề. Cái thứ nhất là thoát vị mấy đĩa đệm, và thoát vị đĩa đệm ở lưng và ở cổ, rồi lồi các đĩa đệm và hẹp ống sống, từ đó mà làm cho Vũ Loan vấn đề di chuyển đi lại rất là khó khăn. Và khi vào làm bệnh viện ấy thì đã phải đi xe lăn ít nhất gần 3 tuần. Vâng. Thì thưa cô bác các chị, thì khi vào bệnh viện như vậy ấy, thì Vũ Loan có một cái cuộc sống rất là vất vả, đi đâu cũng phải có người chở, phải đi, cho nên cũng cảm thấy rất là ngại và cảm thấy rằng mình gần như là vô dụng rồi. Thế nhưng mà sau hơn một tháng ra viện thì Vũ Loan cũng đã đứng lên đi lại được. Thế nhưng mà cái vấn đề đau đớn thì nó không giảm một chút nào cả. Vậy thì cái nguyên nhân nào đã dẫn tới cái hiện tượng đó? Thưa cô bác anh chị, thì tìm hiểu thì mới thấy rằng là cuộc sống của chúng ta đấy, thì càng ngày tuổi càng cao thì chúng ta phải lão hóa. Thì lão hóa nguyên nhân do ở đâu? Đấy, nguyên nhân là do đâu đã dẫn tới cái việc lão hóa như vậy? Thế thì sau Tết, trước Tết thì Vũ Loan cũng có một cái ý định là vào bệnh viện là Việt Đức để mà mổ, để đổ xi măng cho cái vấn đề giảm cái đau đớn trong cuộc sống. Thì hầu như tất cả các bạn bè và gia đình là không ai đồng ý cái việc đó. Và sau Tết thì Vũ Loan đã vào bệnh viện phục hồi chức năng để mà hỗ trợ cho cái vấn đề về sức khỏe. Thế nhưng mà cũng không may là mới vào được một tuần là dính F0. Thì các anh các chị biết rằng cái hậu quả của F0 là gì ạ? Mọi người thì một tuần là dương âm tính, nhưng mà Vũ Loan tới 12 ngày là với âm tính, bởi cái sức khỏe của mình, tuổi năm nay là 70 tuổi rồi, cho nên là sức khỏe nó rất là yếu và dễ nhiễm bệnh, và bệnh thì bị kéo dài. Khi mà bị nhiễm COVID thì cái đầu tiên là cái ảnh hưởng tới giấc ngủ. Thưa các anh chị là gần như cả tuần Vũ Loan không thể ngủ, và khi không ngủ được ấy thì suy nghĩ nhiều và sức khỏe thì giảm sút. Thì rất là cảm ơn anh Nguyễn Đức Khánh là anh đã mang đến một cái chai, cái hũ Somoderm. Thưa các anh chị, thì đối với những người có chuyên môn thì đầy lòng nghi ngờ, chưa dùng. Vũ Loan cũng tìm hiểu về trang web của công ty,
thì được biết rằng đây là sản phẩm mà được sản xuất từ Mỹ, và một cái mà để cho mình yên tâm có thể sử dụng đấy là đã được tổ chức FDA đã công nhận. Thế nhưng mà gì ạ, mình cũng chưa được biết cái kết quả của những người đã sử dụng như thế nào. Thì rất là cảm ơn chị Kim Hồng đã cho Vũ Loan xem được một cái video của một cái ông cụ người Thái ạ. Ông không phải đi bằng hai chân mà ông bò cả bằng hai tay nữa. Nhưng mà chỉ sau hơn 20 ngày xoa cái Somoderm đó thì ông đã đứng lên đi lại và thậm chí là còn đi ra phố để ăn phở. Thì đấy có thể nói rằng cái video nó tác động rất là mạnh và đánh vào trái tim, và Vũ Loan quyết định sử dụng. Thì một cái điều bất ngờ và tuyệt vời là Vũ Loan sau sử dụng mới được 3 ngày ạ, thì bắt đầu lập lại được giấc ngủ, và ngày ngủ đầu tiên là ngủ được 3 tiếng đã thấy rất là hạnh phúc rồi. Nhưng sau đó thì thưa các anh chị là bình thường thì cứ vào khoảng 3 giờ sáng dậy thì coi như thức đến sáng, hoặc là 11 giờ đêm mà chưa đi ngủ thì coi như cả cái đêm đấy là thức trắng. Nhưng mà khi xoa cái Vũ Somoderm này vào đấy thì Vũ Loan đã ngủ được ạ. À, kể cả 12 giờ mới đi ngủ thì được ngủ cho đến 6 giờ sáng, nhưng giấc ngủ rất là trọn vẹn. À, ngủ sâu và dậy thì rất là khỏe mạnh. Thì đấy là về giấc ngủ. À, một cái điều rất hạnh phúc hơn nữa mà mọi người thì nói rằng kỳ diệu, vi diệu. Nhưng mà Vũ Loan thì thấy rất là hạnh phúc, bởi vì sau 2 tuần, tức là gần 2 cái liệu trình, cứ 5 ngày nghỉ 2 ngày, thì Vũ Loan đã đứng lên đi lại. Không phải ai dắt nữa, còn trước đây ấy, thì phải lựa mãi mới ra được khỏi giường. À, khi đã ngồi thì rất là ngại nằm, bởi vì nếu không lựa thì nó đau, đau nhói và đau mãi. Thế còn đã nằm thì rất là ngại dậy. Và đặc biệt là đối với những người thoát vị đĩa đệm thì nằm phải cần là nằm nhiều hơn là đi lại. Thế thì Vũ Loan một cái hôm rất là thấy hạnh phúc là sau khoảng 10 ngày sử dụng ạ, thì thấy rằng là khi mình bò dậy thì mình thấy không phải lựa, mà dậy là dậy và dậy thấy không đau đớn gì nhiều. Thế Vũ Loan thì quyết định là dậy từ 5 giờ sáng mà đứng đến 12 giờ trưa xem là cái sản phẩm này nó như thế nào. Mình đang còn chuẩn bạch để muốn để xem và để chia sẻ với các anh các chị. À, bình thường mà như vậy thì ít nhất cũng phải đi nằm 2 lần và mỗi lần hàng tiếng. Nhưng mà từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa, Vũ Loan có thể là cái từ tháng 8 năm ngoái mà cho đến sau Tết ấy, thì nhà cửa không có dọn dẹp thì được và rất là bề bộn thì Vũ Loan đã có thể làm. Thì có một cái đặc điểm là khi bị những người nào mà bị thoát vị đĩa đệm thì hầu như không cúi được. Rơi bất kỳ một cái gì từ trên bàn xuống đất thì không thể cúi lấy, mà phải từ từ ngồi xuống mới lấy. Nhưng mà bây giờ ấy, thì cái lúc mà sử dụng mới được 2 tuần ạ, thì cái việc ngồi nó dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, và làm các việc nó, cái cuộc sống mình nó linh hoạt hơn. Đấy là một điều hạnh phúc vô cùng mà Vũ Loan thấy rằng là khi như vậy rồi thì mình có thể là vừa làm vừa hát và thấy vui vui sướng hạnh phúc. Thế thì vì sao mà cái Vũ Somoderm đã cho đến cho mình một cái sức khỏe như vậy, có giấc ngủ ngon này, rồi là đau đớn về cái cuộc sống thì nó giảm tới 80%. Nói về bình thường được thì không thể bình thường, bởi vì cái cuộc sống là đã theo thoái hóa rất là nhiều. Thế cái quan trọng hơn nữa là mình cảm thấy là lời nói của mình, rồi là khi việc mình làm mình dậy thì nó có năng lượng, không thấy mệt mỏi. Đấy là cái mà có thể giúp là mình thấy hạnh phúc suốt cả ngày. Vâng, thế thì nguyên nhân vì sao mà lại có như vậy, thưa cô bác anh chị, thì vì sao mà chúng ta lại già đi? Trong não của chúng ta có một cái tuyến gọi là tuyến yên đấy. Vâng, cái tuyến yên nó nằm ở trong não ấy. Thì đây là một cái tuyến mà có khả năng sản xuất ra cái hormone tăng trưởng, đó là HGH, viết tắt từ cái cụm từ Human Growth Hormone. Thế thì cái vai trò của cái tuyến hormone tuyến yên để sản xuất cái hormone này, mô này, từ lúc chúng ta mới sinh cho đến khoảng 25 tuổi thì nó sản xuất rất là nhiều. Thì nó có 2 chức năng. Chức năng thứ nhất là nó hỗ trợ cho tất cả các tuyến khác, tuyến hormone khác trong cơ thể, đó là tuyến sinh dục, tuyến giáp trạng và tuyến cận giáp trạng, để chúng ta lớn lên, và nó còn hỗ trợ cho các cơ quan đích, ví dụ như thế là cơ xương bắp, ví dụ như thế là hệ tuần hoàn, hệ sinh dục. Thế thì để cho chúng ta từ lúc mà còn mới sinh ra cho đến lúc khoảng 20-25 tuổi để chúng ta hoàn thiện một cơ thể trưởng thành. Vâng, tất nhiên là cái này nó tùy thuộc vào gen nằm trong cơ thể. Đối với người châu Âu thì cái gen khác, còn đối với người châu Á thì gen khác. Không phải là gì, nó cứ sản xuất mãi để cho chúng ta có thể là tăng chiều cao, là vượt khỏi cái gì, cái quỹ gen của cái loài người ở châu Á khác với châu Âu.
Nhưng mà gì ạ, khi mà khoảng 2 năm tuổi thì chúng ta là cơ thể chúng ta là hoàn thiện các cơ quan và gần như là các cái độ tuổi ở trong vào cái độ tuổi trưởng thành. Cho nên là cái hormone tăng trưởng này nó bắt đầu dừng và dừng hẳn hoạt động ở cái tuổi 30. Thưa anh các chị thì chúng người ta ví cái tuyến yên nó giống như thể là cái cầu giao tổng. Thế cầu giao tổng mà gì ạ? Có điện thì các cái ổ cắm khác trong trong gia đình của chúng ta là có điện. Nhưng bây giờ cái cầu giao tổng bị đóng thì đồng nghĩa với việc là các ổ cắm khác trong cơ thể trong trong gia đình là không có điện. Đấy, ví dụ như vậy. Thế thì ở đây cái tuyến này nó dừng thì đồng nghĩa với này ba cái tuyến mà Vũ Loan đã nêu ạ. Tuyến sinh dục, tuyến giáp trạng, tuyến cận giáp trạng là gì? Không, gần như là không được hỗ trợ được hoạt động. Vậy thì cái vai trò của cái gì ạ? Cái sản phẩm của chúng ta đấy thì nó kích thích vào cái tuyến yên này. Vâng, theo mũi tên Vũ Loan chỉ ạ. Thì với một cái hàm lượng rất là nhỏ, người ta gọi là vi lượng đồng căn. Vâng ạ, ở đây đấy thì vi lượng tức là một cái lượng rất là nhỏ ạ, để nó kích thích cái tuyến yên này hoạt động, để mà sản xuất ra cái hormone để hỗ trợ cho các cái tuyến khác. Thì các chị chúng ta nhìn ở bên cạnh cái hình ảnh bên cạnh ạ, thì cái tuyến yên này thì nó có thủy trước và thủy sau, thì nó sản xuất ra hormone hỗ trợ cho các tuyến khác, ví dụ như tuyến thượng thận này, rồi là tuyến giáp trạng, tuyến cận giáp trạng để hỗ trợ cho cơ bắp phát triển, rồi là hỗ trợ cho tuyến sinh dục như thế là buồng trứng này, rồi tuyến vú này, tinh hoàn là phát triển đầy đủ. Đấy là cái vai trò của cái hormone. Vậy thì vào đến cái tuổi gì ạ? Vào đến cái tuổi 25 đã bắt đầu dừng hẳn. Thì ông một cái nhà khoa học có thể nói rằng đây là kết tinh của khoa học và trí tuệ đã sản xuất ra một cái hũ sản phẩm có tên là Somaderm gel. Thế cái sản phẩm này đấy, Somaderm gel là gì? Vâng ạ, các anh các chị ạ, thì chúng ta nhớ cho mấy cái ý sau đây. Cái thứ nhất là Somaderm gel là sản phẩm duy nhất trên toàn cầu bằng cái công nghệ được sản xuất bằng công nghệ thẩm thấu qua da, giúp cho cơ thể chúng ta có lại được cái hormone tăng trưởng, tức là GH. Và cái thứ hai, đây là một sản phẩm vi lượng đồng căn độc lạ và hiếm. Đấy, thế độc đáo là như thế nào ạ? Độc có nghĩa là độc đáo trên toàn cầu bằng công nghệ. Chỉ cần xoa vào những cái phần da mỏng và nó có một nó có mao mạch đến để chúng ta chỉ để nó nhận cái hàm lượng vi lượng đồng căn này đi vào máu và đi nuôi đi đến các cái hệ cơ quan khác, đặc biệt nó kích thích tuyến yên phát triển. Sản phẩm này đấy không cần phải uống, không cần phải tiêm chích, mà nhưng mà nó cho một cái kết quả đáng kinh ngạc. Vâng, rất nhiều người đó nói rằng là kết quả tuyệt vời, kết quả kinh ngạc, nhưng Vũ Loan thấy rằng rất là hạnh phúc. Nó lạ bởi vì sao ạ? Đây là sản phẩm, nó là thuốc chứ không phải là thực phẩm chức năng ạ. Vâng, thưa các anh chị, là nhiều người nói rằng đây là thực phẩm chức năng, không phải đâu ạ. Đây là sản phẩm là thuốc, nhưng mà không cần bác sĩ kê đơn, hay còn gọi là không cần toa của bác sĩ. Tất cả mọi người biết đến sản phẩm này, biết đến công dụng thì chúng ta có thể tư vấn được cho khách hàng sử dụng. Nó không có phản ứng phụ, nó không phải gì ạ. Ví dụ dùng quá liều cũng không có ảnh hưởng gì đến cơ thể của chúng ta. Cho nên là sản phẩm này rất là lạ và hiếm, là bởi vì sao? Trên thị trường chúng ta thấy rằng sản phẩm này rất là khan hiếm, và gì ạ, ở trên thị trường không thể có tìm đâu ra được một cái sản phẩm giống như sản phẩm Somaderm gel. Chúng ta thấy là sản phẩm khan hiếm. Vâng, được anh các chị. Về mặt thành phần của Somaderm thì đây là kết hợp mà tinh hoa giữa gì ạ, đông y tây y kết hợp. Cái thứ ba, cái thành phần thứ nhất đó là tinh chất vi lượng đồng căn, hàm lượng rất là nhỏ để mà gì kích thích thích cái tuyến thượng thận, rồi là hàm lượng rất là nhỏ kích thích cái tuyến giáp trạng. Và đặc biệt là trong sản phẩm nó có somatropin. Đây là một dạng sản phẩm được tổng hợp từ để gì ạ? Sản phẩm được tổng hợp tự nhiên để giúp cơ thể sản xuất ra cái hormone tăng trưởng. Và thành phần thứ hai là được chiết xuất từ 8 loại sản phẩm thực phẩm dược phẩm quý hiếm, từ các cây con thực phẩm thảo dược quý hiếm. Vâng, thì chúng ta thấy rằng là đó là nha đam, trà xanh, cây chia, cây cam thảo, cây bìm bìm và gì ạ,
cây ginkgo ba, tức là cây bạch quả và là sản phẩm từ hạt đậu nhung. Và thành phần lấy được nữa đó là từ rễ cây nha đam hoang dại. Thế thì trong những cái thành phần này đấy, người ta chiết xuất những thành phần này rất quan trọng để hỗ trợ cho gì ạ? Cho não bộ chúng ta, hỗ trợ cho vấn đề dẫn truyền xung động thần kinh. Như vậy, nói tóm lại là thành phần Somaderm gồm có hai thành phần kết hợp giữa Tây y và Đông y. Vâng, kết hợp như vậy ạ, thì dẫn tới cho chúng ta một cái sản phẩm mà có thể nói rằng cho kết quả tuyệt vời bởi cái hoạt động của Somaderm. Nói về Somaderm, khi chúng ta xoa cái sản phẩm này thì bằng cái công nghệ thẩm thấu qua da, nó đến trực tiếp thùy trước của tuyến yên. Tuyến yên như tôi đã giới thiệu ạ, nó sản xuất ra cái hormone tăng trưởng giúp cho cơ thể chúng ta đạt được cái độ trưởng thành của một cơ thể ở vào cái tuổi 20, trước đây là vào tuổi 25, nhưng bây giờ có thể nói rằng là cái độ tuổi rừng lớn của chúng ta vào khoảng 20 đến 22 tuổi. Vâng, cái rừng lớn. Và cái hormone tăng trưởng này đấy, thì khi mà cái sử dụng cái sản phẩm này, nó tác động đến tuyến yên, sản xuất ra hormone tăng trưởng của cơ thể. Nhưng mà gì ạ? Đặc biệt là nó giúp nó đến gan. Vâng ạ, nó đến gan. Cái hormone được sản xuất từ tuyến yên này, nó đến gan, nó sản xuất ra, giải phóng ra một cái chất gọi là IGF-1. Thưa cô bác, cái gì IGF-1 viết tắt từ cái một cái thành phần tăng trưởng giống như insulin số 1 về mặt cấu trúc và về thành phần. Mà các anh các chị biết rằng là insulin là một trong những cái hormone được sản xuất ra để hỗ trợ cho vấn đề điều hòa cái lượng máu trong cơ thể để mà gì ạ, để mà cho chúng ta một cái hàm lượng đường cân bằng trong cơ thể là từ 3 đến 6,4. Bây giờ thì cái mức cao nhất của nó là giảm hơn 5, anh 6, trên 6 đã bắt đầu vào cái ngưỡng cao rồi. Và thế thì ở đây chúng ta biết rằng là khi mà cái hormone được kích thích từ tuyết yên sản xuất ra đấy, thì nó sản xuất ra cái chất này, nó từ gan nó giải phóng ra và nó đi đến ảnh hưởng đến tất cả các vị trí khác trong cơ thể. Ví dụ như thế là nó giúp cho hỗ trợ cho tuyến sinh dục, hỗ trợ cho gì ạ, cho tuyến thượng thận, hỗ trợ cho tuyến giáp trạng, và đặc biệt là nó đến hỗ trợ đến các cơ quan đích, như thế nó hỗ trợ cho não, tim mạch, xây dựng cơ bắp, xây dựng cơ xương. Đây là cái thành phần mà nó đến hỗ trợ trực tiếp đến các cơ quan đích. Thế còn nó đi vào hỗ trợ cho các tuyến hormone khác, vâng ạ, đó là tuyến nội tiết và tuyến. Thế thì khi mà nó đến các cơ quan đích thì nó hỗ trợ cho các cái bộ phận này. Nếu như trước đây chúng ta còn trẻ thì nó hỗ trợ cho sự tăng các trưởng các cơ quan trong hệ thống cơ thể của chúng ta đến đạt đến cái độ trưởng thành thì nó dừng. Còn bây giờ chúng ta sử dụng nó thì nó kích thích tuyến yên sản xuất ra cái này, nó cũng đi đến các cơ quan đó. Và đặc biệt là chúng ta biết rằng là khi mà nó đến cơ quan, các cái cơ quan đó thì nó giúp cho chúng ta gì ạ? Và nó giúp cho cơ quan, các cơ quan của chúng ta là tăng trưởng hoạt động. Thế thì cái sản phẩm của chúng ta đấy thì gọi là sản phẩm vi lượng đồng căn với một cái hàm lượng rất là nhỏ Somaderm gel, là được sản xuất, làm công ty sản xuất từ Mỹ và được đăng ký bởi cái tổ chức thực phẩm và dược phẩm nổi tiếng trên thế giới, đó là tổ chức FDA. Và đặc biệt quan trọng, đây là thuốc nhưng mà gì ạ, không cần bác sĩ kê đơn. Như vậy có nghĩa là các anh chị hiểu được thành phần của nó, chúng ta cũng có thể giúp cho những người thân trong gia đình, giúp cho bạn bè và giúp cho những người xung quanh hàng xóm chúng ta sử dụng cái sản phẩm rất an toàn. Không phải như bác sĩ, đó là thuốc thì thường bác sĩ kê đơn, nếu mà giảm cái hàm lượng thì cái việc hỗ trợ điều trị bệnh nó lâu, nó chậm, nhưng mà nếu mà tăng liều thì lại rất là nguy hiểm. Một trong có những cái trường hợp mà tăng liều quá liều thì rất là nguy hiểm, nhất định phải theo liều lượng bác sĩ kê đơn giúp cho điều trị. Nhưng ở đây là thuốc nhưng mà gì ạ, không cần bác sĩ kê đơn. Vâng, vậy thì cái công nghệ Somaderm là công thức vi lượng đồng căn, nó đi vào trong cơ thể, nó sản xuất ra các cái hormone để hỗ trợ cho các tuyến trong cơ thể, và nó cơ thể mình nó tự sản xuất ra thì rất là an toàn. Với cái nồng độ thấp nhưng mà nó gì ạ, nó sản xuất an toàn. Chúng ta sử dụng 5 ngày, chúng ta nghỉ 2 ngày,
để cho cơ thể của chúng ta tự sản xuất ra tác động vào cái tuyến thượng thận, sản xuất ra cái hormone tăng trưởng, đó là cortisol. Và cortisol là một trong cái corticoid cơ thể tự sản xuất ra, nó là chất kháng viêm rất là mạnh. Chính vì lẽ đó mà Vũ Loan sử dụng mới được gì ạ, sang cái liệu trình thứ hai chưa được 10 ngày thì nó giảm, nó chống viêm rất là mạnh, cho nên nó hết cái cảm giác đau đớn. Thế thì quá trình chia sẻ thì có những anh chị là chia sẻ là mới sử dụng được 4 đến 5 ngày thì cái đầu gối nó đã giảm đau, và khi lên cầu thang nó không bị chói, không bị đau, không bị buốt. Thì đấy là những cái điều rất là kỳ diệu, rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Nó sản xuất ra cái gì? Cái hormone hỗ trợ cho cái tuyến thượng thận của chúng ta sản xuất ra cái chất kháng viêm mạnh như vậy. Đặc biệt là gì ạ? Khi chúng ta sử dụng ấy, đây nó là thuốc nhưng mà nó không kháng thuốc, không xâm lấn, không gì ạ, không cần phải gì chuẩn bị bác sĩ kê đơn, không gây nghiện và có thể dùng bất cứ lúc nào. Hơn nữa rất là rẻ tiền. Thưa quý anh bác là các anh các chị rằng khi là nói đến một cái hũ này công ty bán lẻ là 4 triệu đến 4 triệu mốt. Nhưng mà gì ạ, nếu chúng ta đặt cái gì đơn hàng lớn thì nó chỉ còn khoảng 3 triệu tư, 3 triệu rưỡi. Vâng ạ. Nhưng mà cái quan trọng ạ là chúng ta sử dụng như Vũ Loan sử dụng. Thì thưa cô bác anh chị là cũng khuyến cáo rằng người Việt Nam chúng ta số lượng tế bào ít, cơ thể chúng ta cũng chỉ khoảng là 6-70 kg. Đối với nam giới thì có thể hơn, nhưng mà trung bình là vào khoảng 6-70 kg. Nói về cái số lượng tế bào thì ít hơn nhiều so với cơ thể của những người châu Âu. Cho nên là chúng ta không cần bơm những cái bơm nhiều, bơm đẩy, đẩy tay, hoặc là có thể dùng hai bơm để mà sử dụng. Thì Vũ Loan đã sử dụng rồi ạ. Thưa cô bác chị là mình là con chuột bạch để mình có thể sử dụng. Là một ngày 2 lần và mỗi lần 2 bơm, có nghĩa là 4 bơm vừa phải thôi ạ. Thì một cái chai Sumoderm đó thì Vũ Loan sử dụng được gần 2 tháng. Như vậy là gì ạ? Rẻ tiền bởi vì sao ạ? Bởi vì gần 2 tháng và mỗi tháng tính là chưa đầy 2 triệu. Rất là rẻ ạ. Nhưng mà cho chúng ta một cái kết quả rất là tuyệt vời. Vâng. Thế thì trở lại thành phần ạ. Thành phần thứ nhất là vi lượng somatropin, hay còn gọi đây là thành phần tương tự giống như hormone tăng trưởng trong cơ thể. Thành phần thứ hai của nó đấy là nó có tác dụng hỗ trợ cho tuyến giáp trải và tuyến cận giáp trải. Và thành phần thứ ba là hỗ trợ cho gì ạ, cho tuyến thượng thận nữa. Ngoài hai cái thành phần cơ bản này ra đấy thì nó còn hỗn hợp của những các cái thành phần rau củ quả trong thiên nhiên giúp cho cơ thể của chúng ta có được gì, có được cái vâng, chị đọc Vũ Loan là xin lỗi một chút là đang nhập cái slide. Vâng. Vừa nãy chúng ta đã nói đến cái phần hoạt động của Sumoderm. Vâng, Sumoderm hoạt động theo cái cơ chế thẩm thấu qua da, nó trực tiếp vào mao mạch. Cũng có những anh chị thì nói rằng là xoa vào cái phần từ mang tai trở xuống ạ. Thì ở đây là chúng ta thấy rằng có hai cái động mạch lên não, để máu đưa máu lên não. Mà thành của động mạch thì dày ạ, thành của động mạch và mao mạch thì dày. Nhưng thành của tĩnh mạch thì rất là mỏng, chỉ gồm một lớp tế bào. Cho nên là khi chúng ta sử dụng cái hàm lượng vi lượng đồng căn này, nó thẩm thấu qua da và nó trực tiếp vào mao mạch để nó gì ạ? Nó theo hệ mạch máu, nó về não và nó về tim và nó đưa lên não. Thì đấy là cái thành phần của nó. Vâng ạ, đây ạ. Cái hàm lượng thành phần vi lượng đồng căn nó giúp cho cái sự tăng trưởng cơ thể, và đặc biệt là cái thành cái vai trò thứ ba này là gì ạ, các thành phần của nó để giúp cho quá trình tăng cái mức độ dẫn truyền thần kinh trong não, là nơi bắt nguồn của con đường hormone tăng tốc. Không được diễn ra thì vấn đề dẫn truyền các cái thành phần chất đó thì cũng gì kém hiệu quả. Nhưng ở đây thì đúng là sản phẩm tuyệt vời, được kết tinh của khoa học và trí tuệ đã đưa ra cái dòng sản phẩm này. Không những là nó tăng cái lượng hormone trong cơ thể mà nó còn gì ạ, kích hoạt được sự dẫn truyền xung động thần kinh. Trong phòng Zoom chắc chắn là các anh các chị có nhiều các bác sĩ. Ở đây chúng tôi thì muốn nói rằng vấn đề dẫn truyền xung động thần kinh, chuyển giao synapse giữa các tế bào thần kinh được diễn ra nhanh chóng bởi kích thích của cái thành phần của growth hormone này, để nó dẫn các cái thành phần đi đến các cái tuyến khác trong cơ thể. Cho nên là có những người mới chỉ 3 ngày thì đã lập lại được giấc ngủ, có những người chỉ 5 ngày
đã cái hàm lượng đường trong cơ thể nó đã giảm, và đặc biệt là gì, hỗ trợ cho tim mạch và xương khớp. Vâng, vâng ạ. Thế thì sau khi mà đã sử dụng các cái sản phẩm đã hỗ trợ cho những người bệnh sử dụng, thì Vũ Loan kết quả rất là tuyệt vời như vậy, thì đã chia sẻ cho rất nhiều người bạn bè xung quanh mình, những người thân trong gia đình thì mình sử dụng, những cái gì tốt là phải dành cho những người thân trong gia đình sử dụng, thì rất là tuyệt vời. Vũ Loan cũng đã sử dụng cho những người bệnh nhân là có viêm xương khớp, bị đau xương khớp, bị tiểu đường, bị huyết áp, là có những người phải đến bệnh viện là đặt stent, nhưng mà Vũ Loan chia sẻ thì đã sử dụng cái này thì không phải đặt stent nữa. Và đặc biệt là cái tháng cách đây 2 tháng ạ, vâng, chưa đầy 2 tháng ạ, thì có một bệnh nhân đã gọi điện, là người nhà đã gọi điện Vũ Loan, thì Vũ Loan phay mãi mới được một mẫu sản phẩm. Thì thưa cô bác anh chị, là người đó bị tai biến ạ, tai biến thì đã bọt mép, thì đã sùi, và chân tay thì không vận động được, không cử động. Nhưng mà gì ạ, sau khi kích hoạt một số các cái huyệt thì gia đình đã sử dụng theo cái hướng dẫn của Vũ Loan hướng dẫn, thì chỉ xoa từ sáng cho đến khoảng 2-3 tiếng sau là bắt đầu người ta đã cử động, và người ta có thể nắm được chân tay, và bây giờ đã có thể ngồi dậy được. Vâng, cái sản phẩm này hỗ trợ cho vấn đề bị tai biến. Có những người ạ, vâng ạ, trong phòng Zoom đã chia sẻ, có những người tai biến nằm liệt 2 năm thì bây giờ đã ngồi dậy, xúc được cháo ăn, hoặc là có những người mà cấp cứu. Thì nếu như trước đây Vũ Loan thì là bị huyết áp cao, thường xuyên phải uống một viên huyết áp, thì bây giờ có thể nói rằng mấy tháng nay cũng đã gì, ít nhất 2 tháng nay đã không phải dùng viên thuốc huyết áp nào nữa. Thế còn gì ạ, thưa cô bác anh chị, xương khớp thì Vũ Loan đã chia sẻ rồi, và kết quả thì rất là nhiều. Gần đây thì Vũ Loan đã cho những cái người bệnh trầm cảm, thưa các anh chị, là khi mà người đó ở Quảng Ninh ạ, bệnh nhân của tôi là ở Quảng Ninh, thì gia đình thì bán đồ ở trong gia đình ở Móng Cái đấy. Vâng, thế thì khi mà đột nhiên thấy một ngày rằng là không nhớ gì nữa, không nhớ và cứ đờ đẫn, thì gia đình đã cho đi khám, thì người ta mách đi khám đến bệnh viện thần kinh, bệnh viện tâm thần đấy, thì người ta cho sử dụng thuốc là gì, trầm cảm. Vâng, thưa các anh chị, về nhà uống thì cái người đó thì cứ đờ đẫn, mặt thì ngày càng to, người thì càng béo, và đặc biệt là cái suy giảm về trí tuệ, coi như là không muốn giao tiếp với ai cả. Thế thì một người khác đã biết đến cái sản phẩm này và gọi cho Vũ Loan, và Vũ Loan hướng dẫn sử dụng, và đến bây giờ có thể nói là gia đình rất là cảm ơn Vũ Loan, bởi vì là người đó bây giờ đã tự bán được hàng, đã tự làm được các cái công việc trong gia đình mà giao tiếp rất là tuyệt vời. Vâng ạ. Thế thì ở đây trong trường hợp mất ngủ thì bôi 2 ngày nữa đã có người đã có giấc ngủ, nhưng mà Vũ Loan phải hết 3 ngày ạ. Vâng, thì mới có được giấc ngủ. Thế tai biến méo mồm thì cũng có kiểu hiệu quả rất là lớn. Tiểu đường tiểu đường, thưa các anh các chị, là thường là phải từ 7 đến 10 ngày. Thế còn mới có 3 ngày thì sự thay đổi chưa rõ rệt. Vâng. Thế mà giảm mỡ máu, và có những cái kết quả chia sẻ sản phẩm là gì ạ? Cái mỡ máu đã gì ạ? Mỡ máu trong cơ thể thì đã giảm. Đặc biệt là vấn đề xương khớp, thoái hóa đi đệm, thoái hóa cột sống, thì cái này Vũ Loan là một trong những nhân chứng, thưa các anh chị ạ. Đối với Vũ Loan thì cũng có một chút chuyên môn ngành y, cho nên là không tự nhiên sử dụng bừa bãi đâu ạ. Vâng, Vũ Loan đã sử dụng có kết quả về giấc ngủ, cải thiện về giấc ngủ, về huyết áp. Vũ Loan thì không bị tiểu đường, xương khớp có rất nhiều vấn đề. Thì Vũ Loan đã sử dụng thì chắc chắn là các anh các chị tin tưởng để sử dụng ạ. Vâng, vấn đề các cái vấn đề khác, ví dụ như giảm cân. Thế thì cũng chia sẻ cô bác anh chị là Vũ Loan còn một cái bệnh nữa, và đã vẫn hứa phòng Zoom là sau 6 tháng thì Vũ Loan sẽ chia sẻ vấn đề rụng tóc, rồi vấn đề bạc tóc của Vũ Loan thì bây giờ đã thấy đang cải thiện. Rụng tóc thì mình cũng thấy vẫn còn rụng chứ chưa cải thiện được, nhưng mà thưa cô bác anh chị là hơn 2 tháng nay khi sử dụng đến bây giờ Vũ Loan không hề nhuộm tóc ạ. Nhưng cái độ bạc của nó không giống như trước đây. Một tháng mà không nhuộm ấy, thì là chân tóc là bạc trắng. Nhưng bây giờ Vũ Loan vẫn cảm thấy rất là ok. Thế và cũng đã có một chị trong Hà Tĩnh chia sẻ, và chị đã có một cái video là đầu của mẹ chị ấy là đã gần 90 tuổi, bạc hết ạ. Khi sử dụng cái sản phẩm này thì thấy tóc cải thiện rất là rõ rệt. Vâng, đấy là chị đã có chia sẻ như vậy. Thế và đặc biệt là đổi mồi, nám, giảm vấn đề nám và mờ đi.
Vũ Loan thì cái da mặt thì không bị đồ mồi, nhưng mà cái từ nửa cái cổ tay trở xuống ạ, thưa các anh chị, thì đồi mồi nở nở rất là nhiều. Và chúng ta biết rằng là mọi người bảo rằng đồi mồi ở tay như thế là sống lâu thì khỏe, nhưng mà Vũ Loan thì chưa biết, sống lâu thì chưa biết, nhưng mà sức khỏe thì không được tốt lắm. Nhưng mà bây giờ gì ạ, sử dụng cái sản phẩm thì cứ thấy nó bạc dần, và tay chúng tôi vẫn nói đùa là nó mốc ấy. Vâng, thì bây giờ nó đã giảm giảm rất là rõ rệt đấy ạ. Vâng, thưa các anh chị, vậy thì những người mà có đồi mồi nám mã trên khuôn mặt thì chúng ta hãy sử dụng cái sản phẩm, chắc chắn sẽ diện sẽ đẹp. Và mọi người gặp Vũ Loan cách đây 2 tháng thì đều có một cái nhận xét là da Vũ Loan thì đẹp, hồng hào hơn và trẻ hơn. Và mình thì mình cũng chưa cảm nhận được cái việc đó, nhưng mà tất cả mọi người từ gia đình đến bạn bè thì đều có một cái nhận xét như vậy. Và không biết là các anh chị phòng Zoom mà hôm trước thì các anh chị phòng Zoom có những cái lời khen ngợi đến cái nước da Vũ Loan, thì rất là cảm ơn cả các anh chị đã có những cái nhận xét như vậy, và đó là kết quả của sử dụng sản phẩm Somaderm. Thế còn vấn đề tăng cường hệ miễn dịch thì chắc chắn rồi ạ. Thế còn vấn đề là tiêu biến mạch và các cái u sơ tử cung và u vai gáy, thì thưa cô và các chị là cái vấn đề này thì Vũ Loan chưa dám khẳng định, và cũng đang cho những bệnh nhân là có u sơ tử cung. Thế khi nào mà gì ạ? Một vài 3 tháng sau mà người ta xét nghiệm này, cái khối u, kích thước khối u này giảm, thì Vũ Loan sẽ trình bày với tất cả cô bác anh chị trong phòng Zoom. Thì đấy là toàn bộ những cái gì mà từ cái kết quả của bản thân, và Vũ Loan thấy rằng là cái sản phẩm này nó hỗ trợ về biết được cái nguyên nhân, cái hoạt động của nó. Thì các anh các chị Vũ Loan đã sử dụng được, thì tất cả các anh chị trong phòng Zoom chúng ta cũng hãy chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình, rồi báo hiếu cho bố mẹ. Mặc dù là bố mẹ có thể là chưa bị không bị đau khớp đâu ạ, nhưng mà chắc chắn những các bộ phận khác trong cơ thể nó đã diện, nó đã giảm theo lứa tuổi. Thì các anh các chị mạnh dạn sử dụng cái sản phẩm này cho bố mẹ mình, đó là một cái điều báo hiệu. Chúng ta có thể là biếu tiền, nhưng mà tiền ấy, thì không thể mang lại cái sức khỏe như vậy. Thì chúng ta hãy biếu bố mẹ chúng ta mỗi người một cái hũ Somaderm này, thì bố mẹ khỏe, chúng ta đến thăm, chúng ta thấy là các cụ phấn khởi vui mừng, thì chắc chắn là chúng ta sẽ vui mừng. Và cũng mong rằng là các cô bác anh chị là chúng ta nên mỗi một gia đình có một cái hũ Somaderm này. Thưa các anh chị ạ, Vũ Loan đã dùng cho các cháu là khi bị sốt thì nó cũng đã có giảm, và đặc biệt là những người già trong gia đình thì mà thấy có hiện tượng tai biến, vâng ạ, tai biến thì cứ để cái người bị tai biến đó, ví dụ ngã hoặc nằm ra đất, vâng ạ, thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm này rất là tuyệt vời, cứ để nguyên ạ, không bê lên, và chúng ta sử dụng xoa cái hũ Somaderm, thì đấy là một cái phép cấp cứu rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà có một cái điều ạ, nếu như mà những người trong gia đình mà chúng ta bị tiêu chảy ạ, thì lại không nên để nằm đất. Vâng, thì đây là cái này là nó cũng còn có cả âm dương kết hợp nữa. Thì tai biến thì chúng ta có thể nằm dưới đất, nhưng mà những người bị tiêu chảy mà đến cái mức mà thiếu nước, thiếu cái chất điện giải mà ngã ra, thì chúng ta lại phải đưa ngay bệnh nhân lên giường, không để nằm dưới đất. Để nằm dưới đất thì càng nặng thêm ạ. Vâng, thì đấy là một số các cái điều mà Vũ Loan đã được trải nghiệm trong cuộc sống, thì chia sẻ lại với các cô bác anh chị như vậy. Vâng, hướng dẫn sử dụng ạ. Vâng ạ, trên bên tay trái ạ, đây người ta hướng dẫn các cái điểm mà chúng ta có thể xoa. Ở đây một đặc điểm là chúng ta thấy rằng là ở cổ tay, ở cái khuỷu tay mà thẳng cái bàn tay mình lên ấy, chứ không phải là phía sau ạ, ở nách và mặt sau của đầu gối. Thế thì các anh các chị lưu ý ạ, chúng ta khi sử dụng thì chúng ta chỉ sử dụng một trong các cái điểm này và đối xứng. Ví dụ nếu chúng ta xoa cổ tay thì ở cổ tay hai bên, vâng ạ, hoặc là ở khuỷu tay thẳng cái lòng bàn tay chúng ta lên ạ, chứ không phải mặt sau ạ. Có những anh chị là xoa mặt sau của cái khuỷu này hoặc là đầu gối, thì ở những cái phần này là cái mao mạch hầu như rất là ít, chủ yếu là da, gân và cơ để mà giữ cái dây chằng. Thế còn các mạch máu thì nó nằm ở phía sau ạ. Thì chúng ta nên xoa ở mặt sau đầu gối và mặt trước của khuỷu tay, và ở một trong các điểm này. Thì rất là buồn cười, hôm trước thì đã có những người mà gọi điện cho Vũ Loan là theo được tuyến trên hướng dẫn là xoa tất cả các điểm này,
Thì tôi nghĩ rằng là một cái chai này thì chắc là chỉ được khoảng nửa tháng thì hết mất. Vâng, thì lúc bấy giờ là Vũ Lan mới thấy à, như vậy là khi người ta hướng dẫn như thế này thì chúng ta chỉ sử dụng một trong các điểm đối xứng. Vâng, ví dụ nhựa cổ tay chúng ta xoa 2 bơm ở cổ tay ngày 2 lần, tức là một ngày 4 bơm thôi ạ, chứ không phải ở tất cả. Sau đó thì chúng ta có thể luân chuyển lên khuỷu tay, có thể luân chuyển lên nách. Vũ Loan đấy thì những cái ngày đầu là Vũ Loan sử dụng trên nách, bởi vì sao, là cái diện tích nách mà chúng ta xoa ấy, thì nó rộng hơn là cái cổ tay, và nó thẩm thấu qua da, nó vào mong mạch với cái diện tích nhiều hơn, thì Vũ Loan cảm giác thấy rằng là cái chuyển biến nó nhanh hơn. Thế nhưng mà có một cái đặc điểm nữa là các anh nam giới ạ, thường là có lông nách. Nếu chúng ta xoa vào nách mà lại cứ để lông nách thì nó sẽ trôi đi mất. Và nhất là mùa đông, sau mùa đông thì trên người của chúng ta có rất là nhiều ghét, vâng, nhiều những cái thành phần khác, thì chúng ta nên trước khi sử dụng chúng ta dùng nước ấm để chúng ta rửa tất cả sạch sẽ ở cổ tay, ở khuỷu tay hoặc sau gối để chúng ta xoa thì nó có hiệu quả hơn. Vâng, liệu trình sử dụng ạ, chúng ta xoa diện 1 ngày 2 lần đối diện nhau vào 2 bơm vào buổi tối buổi sáng. Trong trường hợp mà bệnh cấp tính, bệnh nặng thì chúng ta có thể bơm đầy, còn bình thường như Vũ Loan chỉ bơm vừa phải thôi, chỉ bằng cái hạt ngô thôi ạ. Vâng, thế còn gì ạ, trong trường hợp mà bệnh nặng mà chuyên sâu thì chúng ta có thể sử dụng 4 lần bơm, tức là mỗi một cái điểm đầy 2 bơm và chúng ta sử dụng để cho nó nhanh. Ví dụ trong những trường hợp mà bị tai biến ạ, mình có thể là xoa ở một vài điểm nữa, có thể là ở nách, hoặc có thể đầu gối, hoặc có thể là ở tay. Chúng ta có thể xoa 4 bơm đầy, hoặc là thậm chí 6 bơm, vâng, để cho nó nhanh để hồi phục, thì tùy theo. Thế còn một trường hợp nữa thì cũng khuyến cáo những người mà bị ung thư giai đoạn cuối. Vâng ạ, thưa các anh các chị, là rất nhiều người đã gọi cho Vũ Loan hỏi những người ung thư thì sử dụng như thế nào, thì Vũ Loan cũng đã có những câu hỏi như vậy đối với những người đối với tuyến trên ở Mỹ. Thì người ta có một cái khuyến cáo là sau khi điều trị, tức là phẫu thuật hoặc là xạ trị hoặc là hóa trị thì vẫn sử dụng được. Nhưng mà đối với Vũ Loan thì để đảm bảo an toàn thì những người ở giai đoạn ung thư ở giai đoạn cuối, giai đoạn 3 và giai đoạn 4 thì chúng ta hãy ngừng, không nên tư vấn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái này nó rất là tế nhị. Nếu như mà như thế là góc độ chuyên môn, như Vũ Loan biết rằng là những người ung thư, thực sự ung thư ạ, thì không thể khỏi được. Nếu mà ở giai đoạn cuối rồi đấy, mà chẳng may có cái gì trường hợp mà gia đình người ta thương xót sự ra đi mất người thân, mà người ta lại đổ thừa cho sản phẩm của mình thì rất là mệt mỏi. Cho nên là riêng đối với những người ung thư giai đoạn cuối thì các anh các chị là cũng theo Vũ Loan, nếu mà hỏi Vũ Loan thì Vũ Loan nghĩ rằng là không nên dùng. Thế còn đối với các anh chị thì trong những trường hợp tùy theo ạ, gia đình thì mong muốn là rất là yếu như vậy, bây giờ sử dụng để nâng sức khỏe lên, nhưng mà phải có một cái cam kết. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì không đổ thừa cho sản phẩm, bởi vì sản phẩm này rất là an toàn, rất là hiệu quả cho các cái bệnh mà 10 cái bệnh như Vũ Loan vừa nãy đã chia sẻ. Và đẹp kết quả sử dụng cho 14 cái mạch bệnh mà chúng ta đã sử dụng. Thế còn